Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày Kỷ Dậu, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi Quý Mão, Ất Mão, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Tân Mão, Ất Mão, tuổi xung trong tháng: tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao Dân Nhật thời đất tốt, sao Hoàng Ân tốt, sao Minh Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương xấu mọi việc, sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Địa Tặc xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Thần Cách kỵ về tế tự. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Và theo khổng minh, hôm nay là ngày xấu, xuất hành xấu, cầu tài lộc không như ý, hay bị mất cắp, mọi việc đều xấu. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý nên cẩn trọng, vì bạn đang có điềm báo dễ gặp họa bất ngờ. Và trong công việc với bạn tuổi Tý nên cẩn thận, nếu không sẽ có kẻ ném đá giấu tay, dễ gây ra nhiều hiểu lầm, xích mích trong nội bộ. May mắn là trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý vẫn đang có được thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn dù gặp khó khăn nhưng hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mà không cần phải nhờ cậy đến ai. Chỉ cần bạn thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực, đừng có theo lối mòn cũ kỹ nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Tý á, cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu có những tin vui về chuyện tình cảm. Đối với những bạn đang còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình. Còn đối với những cặp đôi dần tính tới chuyện
thành người thân một nhà. Khi tình cảm càng ngày càng dạt dào, cả hai luôn lo lắng và chăm sóc cho nhau. Vệ tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim cần phải cẩn trọng khi làm việc, dễ có họa bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có thể bị kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây xích mích nội bộ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa có thể tự mình giải quyết những khó khăn mà không cần nhờ đến ai cả. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ nên thay đổi cách suy nghĩ, không nên đi theo lối mòn cũ kỹ nào. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm thắm sắc, tình cảm ngày càng dạt dào. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 77, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Sửu con đường tài lộc của bạn được hanh thông, rộng mở, vận khí lên cao, bạn mệnh gặp được nhiều may mắn trong những chuyện liên quan tới tiền bạc ngày hôm nay nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Cái điều này cho thấy việc hợp tác kinh doanh làm ăn với bạn rất có lợi, nguồn thu đem về cũng đủ để cho bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu cũng cần phải xem xét lại những kế hoạch chi tiêu của mình để không khiến cho tiền bạc bị thất thoát một cách dễ dàng. Ngày này, bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cũng cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với người nhà đang vô cùng là tốt đẹp. Cho dù có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm tới gia đình của mình. Và bạn biết rằng tình cảm gia đình là vô cùng thiêng liêng và là tài sản quý giá nhất mà không có gì có thể đánh đổi được. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tài lộc được rủng rỉnh, giải quyết được những nỗi lo về tài chính. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, vận khí lên cao, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu được dồi dào. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ nên xem xét lại những kế hoạch chi tiêu hàng ngày. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, gia đạo êm ấm, tình cảm gia đình được hạnh phúc. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 79, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang có điềm báo bị họa kiếp tài ngáng trở, cho nên tình hình về tài chính của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại. Điềm báo tử vi cho thấy có thể với bạn tuổi Dần sẽ mắc phải sai lầm và đánh mất đi tài lộc trong tay vì thiếu kiến thức mà mù quáng đâm theo lợi nhuận. Lợi nhuận cao đi đôi với tính mạo hiểm cũng cao. Nếu như bạn bất chấp tất cả, khả năng bạn mất tất cả cũng là rất lớn. Bạn mệnh tuổi Dần nên có một khoản tiết kiệm đề phòng những khi thất thế, sa cơ lỡ vận để có cái chi tiêu tiêu dùng hàng ngày. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia khó mà được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó. Bạn mệnh hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và hãy thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tài chính có nhiều trở ngại, cần phải cẩn trọng về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đánh mất đi tài lộc
vì mù quáng đâm đầu thiêu lợi nhuận. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ cần phải có khoản tiền dự phòng lúc cần thiết. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc tình cảm trục trặc khó được yên bình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim nên đặt bản thân vào vị trí của đối phương. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 78, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Mão cần phải tập trung để giải quyết các nhiệm vụ và cả những rắc rối trong công việc. Thời điểm này, công việc của bạn có thể gặp nhiều trở ngại và ai cũng đang bận sứt đầu mẻ trán. Nhưng nếu như bạn vẫn còn thái độ nhỡn nhơ và dựng dưng thì rất có thể sẽ bị cấp trên phê bình, thậm chí là trách phạt bạn nữa. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thị kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được sự quyết đoán và cái điều này sẽ đem đến cho bạn có được một khoản tiền lớn trong những kế hoạch về đầu tư của mình. Và bạn tuổi Mão có những ý tưởng mới lạ và độc đáo, không phải ai cũng có thể chấp nhận, nhưng mạo hiểm có khi lại dẫn đến thành công cho bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Mão có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong đường tình cảm. Đôi lứa có nhiều hiểu lầm, nảy sinh mâu thuẫn và có sự tranh cãi. Dù yêu thương nhau, nhưng cái tôi quá lớn khiến cho không ai chịu xuống nước và làm lành với nhau. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy cần phải có sự tập trung giải quyết những rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa có thể bị cấp trên khiển trách vì thái độ dửng dưng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ thu về khoản tiền đầu tư không nhỏ nhờ sự quyết đoán của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, mạo hiểm có thể dẫn đến thành công lớn lao. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tình cảm nhiều chuyện buồn vì cái tôi của cả hai lên quá lớn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 23, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có ngũ hành Thìn Dậu lục hợp chia chở, cho nên công việc của bạn trong ngày hôm nay có được sự thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Lúc này bạn tuổi Thìn có thể bàn bạc những kế hoạch cho tương lai, nhất là với những kế hoạch mang tính lâu dài. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được nguồn thu nhập chính khá ổn và không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề kiếm tiền. Thay vào đó, bạn cần phải tập trung làm việc của mình cho thật tốt, bạn sẽ sớm đạt được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang tới cho bạn có được những tin vui về chuyện tình cảm, và đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, bạn sẽ có được cơ hội gặp gỡ được những đối tượng vừa ý. Còn đối với những bạn đã có đôi có cặp thì sẽ có thể yên tâm rằng nửa kia vẫn luôn sẵn sàng ở bên và cùng mình vượt qua những khó khăn ở phía trước. Hôm nay quả thật là một ngày may mắn đến với bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, công việc được thuận lợi, việc hợp tác làm ăn được suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, thời điểm thích hợp để cho bạn lên những kế hoạch cho tương lai lâu dài. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, thu nhập ổn định,
tài chính không còn là nỗi lo thường trực. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, cứ cố gắng hết mình rồi sẽ sớm nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm có nhiều tin vui. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 52, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ nâng đỡ cho con đường công danh sự nghiệp của bạn có được những bước tiến khá xa. Với bạn tuổi Tỵ đang có được vận quý nhân tương trợ, bạn có nhiều cơ hội để gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt đẹp làm nền tảng cho sự phát triển về tương lai sau này. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tỵ nên để ý hơn tới những người xung quanh mình thay vì chỉ tập trung vào làm việc của mình. Vầng hào quang mà bạn tỏa ra đang khiến cho những kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở và sẽ tìm cách để đạp đổ công sức, công lao của bạn nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được mấy yên ổn vì đôi bên đang thiếu đi sự tương tác lẫn nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau chứ đừng có giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng nói ra người ấy cũng không giúp được gì cho mình. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, con đường công danh sự nghiệp có những bước tiến khá xa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, có được nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt, có lợi cho tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần phải cẩn thận với những kẻ tiểu nhân ganh ăn tức ở bên cạnh mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm nhạt nhòa vì thiếu đi sự tương tác. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 36, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần che chở, cho nên với bạn không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Với bà tuổi Ngọ, nếu như theo nghiệp làm ăn kinh doanh buôn bán thì càng phát tài phát lộc, tiền bạc về nhiều không kể xiết. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có thần tài chiếu mệnh. Nếu như bạn có ý định cầu tài, khai trương, mở cửa hàng hay là khởi nghiệp thì ngày hôm nay bạn đừng quên chọn cho mình những hướng may mắn để cho mọi việc được hanh thông, vượng phát hơn. Hướng may mắn của bạn trong ngày hôm nay là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm giữa các cặp đôi cần phải đề phòng có kẻ thứ ba xuất hiện chen chân vào mối quan hệ tình cảm của hai người. Đừng có để cho những lần giận dỗi, hiểu lầm trở thành cơ hội để cho người khác phá hoại hạnh phúc của mình đang có. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, có được một ngày phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên chọn hướng khai trương, may mắn là hướng hỷ thần và hướng tài thần. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tình cảm trục trặc, đề phòng có kẻ thứ ba xuất hiện, chiên ngang. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh mộc,
Đừng có để những sự giận dỗi, hiểu lầm, phá hoại hạnh phúc mà mình đang có. Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 56, số 80, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Cái điều này mang lại cho bạn có được sự vượng vận về tài lộc trong ngày hôm nay. Thậm chí có người còn nhận được thưởng có khoản tiền lớn bất ngờ. Thế nhưng với bạn tuổi Mùi đừng có vội mừng, vì đó là những khoản tiền không hề bền lâu. Bạn cần phải có kế hoạch cụ thể để nguồn tài lộc sinh sôi nảy nở nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cũng đang có được cơ hội phát tài nhanh chóng. Bạn đang gặp nhiều may mắn. Với bạn tuổi Mùi không nên ngồi không hưởng thụ mà cần phải chăm chỉ làm ăn để có của ăn của để. Nhất định là không thể ba hoa, nếu không bạn sẽ bị kẻ xấu ganh tị, ghen ăn tức ở, tìm cách lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của bạn. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi ạ, cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang thắm sắc, đào hoa nở rộ, và đây là cơ hội cho những bạn đang còn độc thân dễ dàng tìm thấy được tình yêu của đời mình. Bản mệnh đừng có vội hoài nghi mà bỏ lỡ mất đi duyên đẹp đến, bởi khi tình yêu chân thành tới thì chẳng có gì là không có thể cả. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tài lộc vượng vận nhờ các khoản tiền thưởng bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy cần phải có kế hoạch cụ thể để nguồn tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa chớ nên ngồi không hưởng thụ, nên chăm chỉ làm ăn để có của ăn của để. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ không nên ba hoa khoe khoang, kẻo lại có kẻ xấu tìm cách lừa gạt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 33, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Thân đang có một ngày làm việc hiệu quả. Bản mệnh tuổi Thân luôn cố gắng hết mình và cống hiến hết mình, không quản ngại những khó khăn để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Và nếu như bạn tuổi Thân cứ tiếp tục giữ vững được phong độ như hiện tại thì với bạn chắc chắn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn nhờ vậy cũng được rộng mở. Đến lúc đó thì với bạn còn lo gì thu nhập không được ở mức như mong đợi. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là đối với những người có tiền sử về các bệnh đường hô hấp. Thời tiết nắng nóng, mưa bất chợt, nếu không nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ, bạn có thể sinh ra ốm bệnh bất cứ lúc nào nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có một ngày làm việc hiệu quả nhờ sự cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nỗ lực để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Thổ có thể được cấp trên đánh giá cao với những biểu hiện xuất sắc của bạn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc có được cơ hội thăng tiến, thu nhập được cải thiện. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim chú ý về sức khỏe khi thời tiết thay đổi thất thường. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 80, giờ tốt
từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Cái điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của bà tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Với bà tuổi Dậu dễ nảy sinh cảm giác buồn phiền vì không hài lòng với những việc mình làm cũng như là những việc xảy ra xung quanh mình. Bạn hãy chắc rằng bạn đang không đổ lỗi cho hoàn cảnh và tự mình nhận ra vấn đề và tìm cách xử lý mọi việc. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này còn khiến cho bạn dễ bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ trong công việc, khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới cho bạn khá nhiều rắc rối nữa. Và ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu, bản mệnh có thể sẽ phải trải qua nhiều thử thách trong công việc. Bạn cần phải vững tin vào chính bản thân mình và nỗ lực để chứng minh năng lực của bản thân mình trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào. Yên tâm là bạn có thể sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía bạn bè, đồng nghiệp của mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tâm trạng bất ổn, dễ nảy sinh buồn phiền. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy tự nhìn ra vấn đề và tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có thể bị tiểu nhân gây khó dễ, khiến cho công việc gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đối mặt với nhiều thách thức nhưng có thể vượt qua khi tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía bạn bè, đồng nghiệp. Về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 22, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi Tuất trong ngày này do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này làm cho bà tuổi Tuất cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối diện với mọi đủ loại thị phi chốn công sở trong ngày hôm nay. Với những lời đồn đoán, đặt điều sai trái về bản thân mình có thể khiến cho bạn khó chịu, thậm chí là bị tổn thương nặng nề nữa. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Cái điều này cho thấy, trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình ngày hôm nay, đối với những bạn làm công ăn lương, được hưởng những gì xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, tiền bạc khá dồi dào. Bản mệnh là người có sự tính toán, có đầu óc kinh doanh, cho nên biết tiết kiệm và đầu tư hợp lý để số tiền được sinh sôi nảy nở. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim vượng, báo hiệu cho bạn cái chuyện tình cảm của bạn đang vô cùng êm đẹp. Cả bạn và người ấy dù đều bận rộn cho công việc riêng nhưng không quên dành thời gian quan tâm vun vén cho tình cảm của đôi bên. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, cần phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thị phi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, gặp rắc rối với những lời đồn đoán đặt điều về bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tài lộc được khởi sắc, được hưởng công sức xứng đáng mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, biết cách đầu tư hợp lý nhờ có đầu óc tính toán nhanh nhạy. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình cảm êm đẹp khi cả hai đều cùng vun vén cho mối quan hệ. Và đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 44, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bà tuổi Hợi nếu như giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, hứa hẹn bạn sẽ có được một tương lai tươi sáng. Với bạn tuổi Hợi, bạn là người có tài, vì thế bạn cần phải biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu có tham vọng hơn, nhưng vẫn phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ đi. Và với bạn tuổi Hợi, vì không nỗ lực không ngừng trong công việc, cho nên với nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc là nhận được những lời khích lệ khen ngợi từ cấp trên, có thể sẽ được thưởng nữa. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Hợi có được vận đào hoa khá vượng. Đôi lứa bên nhau, tình cảm thắm thiết không rời, tình cảm có phần thăng cấp, chuyện vui sắp tới. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, nên mở rộng lòng mình hơn, đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ cho tương lai tươi sáng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tìm cách phát huy điểm mạnh và đặt ra những mục tiêu có tham vọng phù hợp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có thể được cất nhắc hoặc là được cấp trên khích lệ, thưởng nóng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đào hoa vượng sắc, tình cảm thắm thiết. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân nên mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu thương. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 66, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.